Ngày hôm qua quay cái chỗ này bác sĩ Nguyễn Quang Hiển, không phải Phạm Quang Hiển, trong y sĩ Phạm Quang Hiển. Bây giờ chiều đi gặp ổng đi làm về đó. Trời kỹ quá ha, chứ đeo mặt nạ là quá trời. Bữa giờ trước tôi đi buổi sáng, bây giờ đi buổi chiều. Ngày hôm qua tôi có tới đây nữa nè. Dạ. Rồi giờ cái cầu nó vậy rồi đi đi tạm cái đường ống nha. Đang làm này chắc nó nói chừng 3 tháng xong. Wow. Lần trước bác sĩ có nói là khoảng 120.000 phải không? Vừa license vừa làm. Wow. Còn trong khi cái nhà này trị giá nhiêu bây giờ? 2 triệu. Nhưng mà mình sửa gì sửa, mình làm mới này đâu có tính tiền cái phá liêu vô trong cái nhà bán. Uổng. Hiểu rồi, nhưng mà bởi vì hư cái này làm mới chịu. Bỏ vô như là coi như phí, nhưng mà phải bắt buộc phải làm. Đúng rồi. Mà tại tụi nấy bờ này nó cà chớn, thì bắt buộc mình phải lên city mình xin phép. Rồi phòng mạch vẫn khách cũng đều đều hả? Không. Không. Tức là không nhận quốc kinh. Ok. Mai mốt rồi mới tính. Trước thường thường mình gặp là tại tôi đi buổi sáng. Rồi bây giờ tôi đi buổi chiều. Ok. Yeah. Cũng được. Ok, rồi, see you. Ok, take care. Ok, take care. Sức khỏe. Ok. Yeah. Chắc chắn là còn thấy mặt là còn ok. Rồi đâu đi xuống sao đâu, đặt tôi coi vậy trời. Xuống bằng cái đường ống này. Tạm thôi. Tạm thôi. Đang qua thấy lại đi trước. Mà hồi trước nếu mà thay vì chạy đây mình cũng đi bộ xuống dưới đó được. Trước mình đi ít có đi đường này lắm. Ok. Đi đường kia này, vô cửa. Yeah. Vô cửa. Ok. Vô cửa trước đây. Rồi. Rồi. Ok. Yeah. Hôm nay cũng may mắn đi giờ này gặp. Ok. Yeah. Ok. Rồi, bye bye.